Thưa quý vị, chủ đề nói về tình yêu vợ chồng là chủ đề luôn được mọi người quan tâm. Và ngày hôm nay, tôi gửi tới quý vị, các bạn một câu chuyện đã xảy ra trong gia đình giữa hai vợ chồng, đầy phũ phàng và cay đắng. Chi tiết câu chuyện như thế nào? Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và lắng nghe câu chuyện. Qua 100 ngày của chị, anh thản nhiên dắt người tình về ra mắt gia đình và tuyên bố làm đám cưới. Ba mẹ anh im lặng, nhìn bàn thờ nghi ngút khói của con dâu, lòng không khỏi xót xa. Khi thấy anh, con trai cứ liên tục níu chân đòi mẹ. Chị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống tự lập riết thành quen. Mới có 25 tuổi đầu mà gương mặt hốc hác, lộ rõ những nếp nhăn, tay chân thô kệch. Năm 20 tuổi, chị bỏ quê lên thành phố mưu sinh hết việc này đến việc khác, rồi trở thành người giúp việc cho gia đình của anh. Anh cũng thuộc dạng công tử ăn chơi có tiếng, gia đình giàu có. Ngày đầu tiên chị làm ở nhà anh, thấy chị hiền lành, dễ thương, anh tìm mọi cách để chọc ghẹo, tán tỉnh. Chị biết mình chỉ là thân phận tôi tớ nên cố tình tránh né không chạm mặt anh. Điều kỳ lạ là chị càng lẩn tránh, anh càng muốn có được chị. Một đêm, trong lúc say xỉn không làm chủ được bản thân, anh tìm đến phòng chị và cả hai đã vượt rào. Anh và chị công khai hẹn hò. Ba mẹ anh vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ anh lại quen ô xin trong nhà. Từ khi quen chị, anh không còn ăn chơi mà rất chí thú làm ăn, khiến ba mẹ anh rất hài lòng. Không lâu sau, anh nói muốn cưới chị làm vợ. Ba mẹ anh nghĩ chị có chị mới khiến anh thay đổi thành con người tốt nên đã đồng ý. Tuy gia cảnh anh thuộc dạng có tiếng ở thành phố, nhưng đám cưới chỉ diễn ra vỏn vẹn trong dòng họ, không mời người ngoài. Ba mẹ anh không muốn làm rình rang vì dù gì chị cũng là ô sin chứ không phải dạng tiểu thư khuê đại cát. Chị ý thức được thân phận thấp bé của mình nên cũng không dám đòi hỏi. Chị cần chung sống với anh thì chị đã mãn nguyện lắm rồi. Mang danh phận làm vợ của một công tử nhà giàu, nhưng mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do chị làm, không khác gì cuộc sống trước đây. Chị là người phụ nữ luôn một lòng cung phụng tận tụy vì gia đình nhà chồng, không dám ăn ngon mặc đẹp, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, làm hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Ngày chị mang thai, biết nó là con trai, ba mẹ anh vui ra mặt, thương yêu chị hết mực. Ông bà nói là sẽ mướn ô sin mới để chị có thời gian dưỡng thai, nhưng chị không chịu. Chị muốn vận động chân tay cho khỏe người, nằm một chỗ không quen. Thế là ông bà chiều theo ý của con dâu, phần thì cũng sợ mất một khoản tiền mướn người khác. Tới ngày chị sinh con, gia đình anh túc trực trong bệnh viện. Cả nhà vui mừng khôn xiết khi chị sinh ra một cậu trai kháu khỉnh. Ai cũng yêu thương thằng bé, khiến chị cũng yên lòng. Mới sinh được vài ngày, chị lại lao vào dọn dẹp. Vì ông bà chỉ mãi lo cho cháu, công việc trong nhà không ai lo. Từ ngày có con, anh cũng đi suốt không có ở nhà. Nhiều lúc buồn tủi, chị chỉ dám khóc thầm, một mình chịu đựng nỗi cô đơn. Con trai ngày càng lớn, sức khỏe của chị ngày càng yếu đi. Mặt mày lúc nào cũng tái nhợt, tay chân run rẩy. Rồi đến một ngày, chị đang lụi cụi dọn dẹp trong bếp thì bị chóng mặt ngã lăn xuống đất. Đến khi nhà phát hiện đưa chị đến bệnh viện thì đã không còn kịp. Chị đã ra đi mãi mãi, bỏ lại đứa con thơ bé bỏng. Ngày đưa thi thể chị về nhà là ngày mưa tầm tã. Ai cũng xót thương cho phận người đàn bà suốt đời vì chồng con nhưng không nhận lại được cái gì. Thấm thoát 100 ngày của chị cũng đã đến. Ba mẹ anh cũng làm một mâm cơm cúng nhỏ để chị được ấm lòng nơi chín suối.
nhưng cũng chính trong ngày tưởng nhớ chị, anh nhẫn tâm đưa một người phụ nữ về và tuyên bố đám cưới. Đây là Linh, người con sẽ cưới làm vợ. Dù sao thì vợ con cũng đã chết rồi, con của con cũng phải cần có người chăm sóc. Ba mẹ anh im lặng, nhìn bàn thờ nghi ngút khói của con dâu, lòng không khỏi chua xót. Khi thấy ba, con trai cứ quấy khóc níu chân liên tục đòi mẹ. Đàn bà à, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Hãy ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút, hưởng thụ đi để không phải hối tiếc điều gì. Đừng hết lòng vì chồng con, để rồi người ta cũng nhẫn tâm đi tìm một người khác khi bạn không còn. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện rất là đau xót mà đã xảy ra trong gia đình đối với một người phụ nữ như thế này. Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời bình luận. Và tiếp theo, kính mong quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Chồng qua đời, mẹ chồng đuổi mấy mẹ con tôi. 2 năm sau ngang qua nhà bà mà bàng hoàng. 2 năm trước đây, có một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời của tôi. Chồng tôi bất hạnh qua đời vì một tai nạn. Lúc đó chúng tôi đã có 2 đứa con chung. Cả gia đình đang sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất của ông bà, lại sinh được cháu Đức Tôn. Tôi nghĩ chồng mất rồi, tôi sẽ thay anh báo hiếu bố mẹ, ở lại chăm sóc ông bà, không nghĩ đến chuyện tái hôn. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ từ phía tôi mà thôi. Bố mẹ chồng sau khi con trai qua đời thì họ coi tôi và 2 cháu nội thành người dưng nước lã. Đúng 3 tháng sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng nói thẳng là tôi hãy dọn đồ đưa 2 con ra ngoài sống. Ông bà không muốn nhìn thấy chúng tôi trong căn nhà này nữa. Cay đắng và chua xót tới tột cùng, nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Đến cháu nội họ cũng không cần cơ mà. Trước khi chúng tôi rời khỏi nhà mẹ chồng, giật giọng gọi lại, ném vào mặt tôi 1 tấm thẻ ngân hàng. Bà bảo đó là tiền bố thí cho mẹ con tôi, coi như nể mặt người con trai đã mất. Tôi hận bố mẹ chồng, nhưng vẫn nhận tấm thẻ để dành mai sau cho con. Đến lúc đó các con nhận thì thôi, mà chúng không nhận thì tôi sẽ mang trả lại cho ông bà. 2 năm qua, tôi tự tay gây dựng cuộc sống mới cho các con từ con số 0 tròn trĩnh. Tấm thẻ mẹ chồng đưa cho ngày đó tôi vẫn giữ không động tới. Thế rồi tình cờ hôm trước đi qua nhà ông bà, con đường 2 năm mới đặt chân lên. Trong lòng tôi rối bời bao cảm xúc. Cho đến lúc nhìn thấy một gia đình lạ lẫm sống trong căn nhà đó, tôi không khỏi ngẩn người. Vào hỏi thăm lại càng bàng hoàng khi biết bố mẹ chồng về quê rồi. Căn nhà này được gán nợ cho người ta, chủ nợ bán lại cho gia đình họ. Hỏi kỹ hơn về thời gian thì đúng là thời điểm sau khi tôi và 2 con dọn đi. Tôi về nhà mang tấm thẻ ngân hàng mẹ chồng từng đưa ra kiểm tra. Có 200 triệu trong tài khoản. Số tiền nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chắc chắn không phải bà bố thí cho mấy mẹ con của tôi. Hỏi thăm rồi tìm về quê bố mẹ chồng. Lúc nhìn thấy họ sống trong căn nhà nhỏ hẹp, hàng ngày làm nông, trồng rau nuôi gà mưu sinh, mà tôi cay mắt xót xa. Tới lúc đó mẹ chồng mới chịu nói thật. Không ngờ bố chồng nghe lời bạn bè rủ rê làm ăn rồi bị lừa. Ông bà không có tiền trả, họ sẽ bắt nợ căn nhà. Mọi chuyện xảy ra trùng hợp vào khoảng thời gian chồng tôi qua đời. Ông bà không muốn con cháu khổ cùng mình, nên gom góp nốt tiền bạc còn lại trong nhà đưa cho tôi, rồi đuổi đi. Bị mất nhà, họ về quê sống nhờ ở mảnh vườn của một người họ hàng. Ông bà biết tôi nuôi 2 đứa con đã đủ vất vả, nên họ không muốn con dâu phải khổ sở thêm nữa. Tôi ôm chầm lấy mẹ chồng, 2 mẹ con cùng bật khóc. Tôi muốn đón ông bà lên sống cùng các con cháu, thay chồng phụng dưỡng họ, nhưng bố mẹ chồng nhất quyết không chịu. Càng nghĩ càng thấy thương ông bà. Ở quê phải ăn nhờ ở đậu, làm việc kiếm chút tiền sống qua ngày, thật sự quá vất vả. Tôi dù kinh tế chưa vững, nhưng sẽ cố hết sức lo cho ông bà, coi họ như bố mẹ ruột của mình. Tôi nên thuyết phục thế nào để ông bà không từ chối nữa? Vâng,
Hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe, bình luận và chia sẻ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.